Có nghĩa là tôi sẽ chơi kiểu ăn non, kiểu ăn từ 20 đến 30% thôi. Thì tôi không có kiểu chơi x5, x10 như kiểu là làm video đâu. Mà làm video cứ kiểu phải cố cho thật là ảo lên, kiểu cố làm cho thật là hay vào cho anh em xem ấy. Chứ thực tế là tôi chơi ở ngoài, nếu tôi chơi bình thường thì tôi sẽ chơi theo cái hướng rất là khác. Có nghĩa là tôi sẽ nạp kiểu tôi muốn hôm nay là tôi muốn có tầm 2 triệu. Tôi sẽ nạp tầm 5 triệu kiếm 2 triệu thôi. Đấy, thì tôi dạo này khi nào mà tôi kiểu kiểu không không có cái năng suất để làm những cái video thật hay, kiểu vốn nhỏ làm nên vốn to ấy, thì tôi sẽ làm cái kiểu mà nạp luôn 5 củ, nói luôn cái mục đích hôm nay. Hôm nay là tôi chơi là nạp 5 củ, tôi chỉ muốn kiếm 2 củ thôi. Đấy. Thì là cái video, những cái video như thế làm rất là nhanh, ví dụ như mình thua mình làm thì kiểu gần như là quay một slot là xong luôn ấy. Kiểu như là mình chơi mà 5 củ kiếm 2 củ ấy thì nó là cái vấn đề thường ngày rồi, mình ngày nào cũng làm được rồi. Thì mình quay một slot là xong luôn. Còn những cái video mà vốn nhỏ mà lật lên ấy, đi lật mệt vãi lìn, thì một cái video thì nó phải giữ được cái tốc độ tầm tầm 5 đến 6 phút. Đấy, nên là ví dụ như lật mà từ 20.000 mà lên 200.000 nhá là cũng gọi là khó rồi. Thì mà kiểu chưa đủ cái thời lượng video thì cũng phải bỏ nó thôi, cũng phải quay lại cái clip mới thôi. Nên rất là mệt. Nên là nếu mà được thì anh em mà cái gì nhỉ, gọi là anh em mà ủng hộ tí, anh em kiểu like share các thứ tí thì nó sẽ ok la hơn. Cái kiểu bọn tôi sẽ cảm giác là công sức bỏ ra nó kiểu đáng ấy anh em, cũng giống như kiểu tôi ngồi live stream thế này mà tôi kiểu có người xem ấy thì nó sẽ rất là tuyệt vời, rất là perfect. Nếu mà kiểu ngồi lên live stream mà không có anh em nào comment gì thì tôi sẽ chả biết rep con mẹ gì cả, tôi chả biết nói cái gì luôn. Nên tôi cứ nói đi nói lại là bây giờ anh em phải đánh thế này đánh thế kia thì rất là vớ vẩn, hiểu không? Còn việc lộc thì anh em cứ bình tĩnh, nói chung hôm anh em mình xem thì chủ yếu là mục đích giải trí thôi, hôm nào ăn thì chúng tôi sẽ có những cái lộc riêng, còn hôm nào thua thì anh em thông cảm đừng có hỏi đến chuyện lộc, tại vì nếu mà lúc chúng tôi đã mất tiền rồi thì chúng tôi sẽ khá bị cọc với anh em, nên là anh em nên hiểu cái tâm lý một tí. Thì bọn tôi cũng cố gắng kiểu like hết mình cho anh em xem giải trí, anh em cũng chả kiểu donate donate cái gì, anh em cũng chả donate hoặc là cũng chả ủng hộ gì, anh em kiểu ngồi xem cho mình kiểu comment là tụi mình vui rồi. Thì hôm nào tụi mình ăn được thì tụi mình sẽ lập thôi, chứ kiểu không phải là nhất quyết là ngày nào cũng phải lập từng này tiền ấy. Thật ra cái số tiền mà lập anh em thì cũng nhỏ thôi, nhưng quan trọng là kiểu cái mood ấy, cái cảm xúc cái lúc đấy, kiểu có muốn làm hay không thôi, chứ chứ không phải là lọc lá gì đâu. Nên là bây giờ thì mình đang chơi, nói chung là mình đang gỡ lại cái vốn mà hồi hồi nãy mình thua. Rồi tí mà ok thì có gì là mình lại lọc thế thôi, để anh em mình vui vẻ mà đúng không? Nhưng mà tôi like thì tối nay tôi like chắc là tầm tiếng là tôi đi ngủ thôi anh em. Thật ra là ngày mai là do là ngày mai là thứ bảy chủ nhật đấy, nên là cũng cuối tuần, nên là tôi nghĩ là anh em cũng ngủ muộn nên là lên live nói chuyện tâm sự thế thôi, chứ mục đích của tôi là tôi gỡ tôi mất tiền. Bữa này là qua ngày mới thế này, qua ngày mới là mong suôn sẻ may mắn hơn này đấy, khởi đầu ngày mới bằng một tay ăn 2 củ này. Ê hồi nãy là hình như mình có bảo là chơi lên 20 củ là mình sẽ chuyển game, mà nãy giờ mình vẫn cứ lật kiểu kiểu nó bị cuốn đấy. Nhưng mà tôi chơi thì tôi lật, anh em có thể thấy nãy giờ tôi lật tay có 200.000, 300.000 à. Hồi nãy tôi cầm 11 củ, tôi lật lật mỗi tay 200.000 mà lên lại 20 củ đấy thôi. Thì chơi không quan trọng là phải đánh to đánh nhỏ, đỏ một phát này. Mẹ. Cái thế nhỉ? Ok. Mày nãy giờ tôi nói liên tục phải 4 5 phút ấy, cho tôi uống ngụm nước nhé, chờ tí.